thông báo về việc mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh thông báo về việc mất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1963, thường trú tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H01454 do Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cấp ngày 3 tháng 10 năm 2007 tại thửa đất số 24, bản đồ 25, diện tích 3.953 m2 chỉ đất tại ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có tổ chức cá nhân nào tranh chấp khiếu nại, Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên sẽ lập thủ tục trình cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Huệ theo quy định của pháp luật.